Chào mừng quý vị đang đến với chương trình 128 giờ. Thưa quý vị, mỗi tuần chúng ta có 168 tiếng đồng hồ, trung bình chúng ta dành 40 tiếng cho công việc. Vậy thì 128 tiếng còn lại, chúng ta sử dụng những thời gian này như thế nào? Bằng những câu chuyện của những nhân vật trong chương trình, chúng tôi hy vọng rằng sẽ có thể truyền cảm hứng cho quý vị về những cách thức duy trì sự cân bằng trong cuộc sống. Và câu chuyện của chương trình 128 giờ kỳ này sẽ là về một doanh nhân bác sĩ đang là giám đốc một công ty dược. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu chuyện của anh ngay sau đây. Thạc sĩ, bác sĩ Đồng Đức Hùng là giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Bonvita. Đây là nhà phân phối độc quyền nhiều sản phẩm dược phẩm và thực phẩm chức năng từ Mỹ và châu Âu. Anh Hùng từng học Đại học Y Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, anh làm việc tại các công ty dược phẩm nước ngoài. Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở Singapore, châu Âu và châu Phi, anh từng bước thăng tiến và trở thành giám đốc sản phẩm của một công ty dược ở Hungary. Sau vài năm, khi đã tích lũy được kinh nghiệm cả chuyên môn lẫn quản lý, đến năm 2005, anh Hùng cùng những người bạn thành lập công ty dược phẩm Bonvita. Thời gian đầu, công việc cực kỳ bận rộn khi anh phải chịu trách nhiệm với doanh thu của công ty, với những người bạn và nhân viên đang sát cánh cùng mình. Giờ đây, tần suất công việc của anh vẫn bận rộn. Song anh Hùng cùng gia đình nhỏ của mình đã đặt ra được mục tiêu cũng như nguyên tắc cho cuộc sống của mình cân bằng hơn. Em chào anh Hùng. Xin chào tiếng Anh. Thưa anh FPNC, dạ. Tìm anh khó quá anh, công tác suốt. Hôm nay em ghé thăm nhà để nói chuyện xíu về chuyện lối sống, công việc. Cô chào con. Vậy thì hôm nay em phải ghé nhà thăm anh chị nhà và các bé một chút được không anh? Dạ rồi, xin mời rồi. Đón tiếp chúng tôi vào một buổi sáng cuối tuần là anh Hùng và bé Nhím, bé gái út nhà anh, năm nay đã được 9 tuổi. Hai người trổ tài nấu bữa sáng, trong khi bà xã đang đi công tác, còn Nam Phương, bé gái lớn nhà anh, đang có chuyến tham gia khóa học mùa hè do trường tổ chức tại Indonesia. Hai bé nhà anh đều đang theo học tại trường song ngữ quốc tế Canada, BCIS. Ngoài lúc anh đi làm và hai bé đi học, anh đều dành toàn thời gian cho gia đình. Những bữa sáng vừa ăn uống vừa nói chuyện cùng con là dịp quý giá để hai bố con gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và cũng là để anh phần nào giải tỏa áp lực nơi công sở. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thêm với anh về những nguyên tắc sống và suy nghĩ của anh về cân bằng cuộc sống. Xin chào anh Hùng, FPNC cũng đã có rất nhiều talk show với anh nói chuyện về mặt chuyên môn, về y, về dược, về ngành kinh doanh dược phẩm. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp anh để nói về những chuyện lối sống, những chuyện ngoài công việc. Như vậy thì xin được hỏi một chút, anh xuất thân là một người bác sĩ và bác sĩ là một trong những nghề cực thân nhất. Vậy thì tuổi trẻ của anh có quay cuồng giống như những bác sĩ khác hay không? Thì đúng là lúc đầu thì nó sẽ rất bận rộn khi mà người mới ra trường, rồi bao giờ cũng với cái say mê của những cái công việc và những cái mà cơm áo gạo tiền thường ngày. Thì không chỉ mình tôi mà tất cả các anh chị em khác ở cùng thời với bọn tôi thì đều lao ra để mà học tập rồi tiếp tục làm ăn kiếm tiền và để cho cái cuộc sống nó được tốt hơn. Đấy, tuy nhiên là sau đó thì bản thân không chỉ riêng tôi, tất cả mọi người sẽ bắt đầu nhìn lại và bắt đầu là sẽ tìm cách nào đó cân bằng lại giữa cuộc sống, công việc cũng như là gia đình. Ngày trước đi học hoặc là những cái thời buổi đầu mà sau khi ra trường đã bận rộn rồi, nhưng mà đến khi thành lập công ty riêng thì có lẽ công việc bận rộn nó còn áp lực hơn nhiều nữa, bởi vì anh còn phải đương đầu với trách nhiệm của người đứng đầu và có trách nhiệm với nhân viên của mình, với công ty, với doanh thu, với doanh số các kiểu. Như vậy thì đối diện với những áp lực đó, anh làm gì để có thể giải tỏa được căng thẳng cho mình? Thời gian đầu mới thành lập ấy thì đúng là quay cuồng từ sáng cho đến tối. Khi mà mới thành lập công ty thì tất cả mọi việc đều phụ thuộc vào mình cả và mình phải làm hết. Khi mà có những cái áp lực như vậy thì thông thường thì mình sẽ giải tỏa bằng hai cách: gặp gỡ một số anh em và người ta cũng đã trải qua những cái đấy rồi để mà mình chia sẻ cái kinh nghiệm của họ, và cái thứ hai là tự mình chia sẻ bằng cách là đọc sách. Tôi cũng là một người rất là thích đọc sách và tôi có thể hiểu được cái cảm giác khi mà trang sách nó có thể đưa mình đến một thế giới khác. Trở lại với cái thời gian đầu khi mà anh vừa mới thành lập công ty á, thì cái thời gian trong ngày của anh nó được phân chia như thế nào? Anh có thể kể lại một chút cái sự bận rộn đó nó đã diễn ra như thế nào thưa anh? Sáng sớm là phải dậy sớm, thường là phải tập thể dục trước. Dạ. Sau đó thì là bao giờ cũng vậy. Tại vì cái nguyên tắc của mình là bao giờ cũng phải giữ cái sức khỏe đầu tiên. Dạ. 5-6 giờ chiều là lúc đấy là mọi người đã vãn phần công việc rồi, thì lúc đấy lại mình lại tập trung vào các cái hoạt động về chiến lược. Dạ, tức là khi mà mọi người bắt đầu vãn công việc, nghĩ là giờ tăng tầm rồi thì anh lại là người đúng bắt rồi đầu làm việc. Lúc đấy thì với kinh nghiệm của mình thì thời gian đó là thời gian lại là quý nhất.
À dạ. Đó là lý do tại sao mà thời gian đầu thì hay về nhà trễ. Lúc đó là mình đã có gia đình chưa anh hả? Có gia đình rồi, có một bé rồi. Ồ, bé rồi mà vẫn phải ở lại công ty đến tối muộn như vậy. Vậy thì đến lúc nào công việc nó giải tỏa hơn cho anh để anh có thể dành thời gian cho gia đình? Sau một khoảng thời gian gần 3 năm, mình bắt đầu mình có bé thứ hai. Đồng thời thì bé lớn cũng lớn lên rồi. Lúc đó thì mình nhận thấy rằng là cái phải cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho các bé. Và sau đó thì mình lại tìm cách mình phải sắp xếp nó lại. Yeah. Đương nhiên là không phải đơn giản. Yeah. Đó, bởi vì rằng là nói thì rất là dễ, nhưng mà để thực hiện nó được thì cần phải có một cái sự quyết tâm và mình đặt cái mình phải chủ động mình sắp xếp được. Tôi cũng muốn hỏi thêm anh cái cách mà anh sắp xếp công việc và thời gian dành cho gia đình cũng như cho bản thân mình, thì anh có những nguyên tắc nào cho cái việc là cân bằng cuộc sống của mình? Thì mình có những cái nguyên tắc rất là rõ ràng và đơn giản. Cố gắng là mình sắp xếp tất cả mọi việc để làm sao mà đến cuối giờ mình có thể mình đón được hai bé. Ngày nào anh cũng phải đi đón hai bé về. Trừ những cái trường hợp mà đặc biệt, thậm chí là kể cả phải đón bé về nhà, sau đó mình quay trở lại làm việc. Những cái dịp cuối tuần thì mình lại cùng với cả các bé bơi lội, chơi thể thao hoặc là đi cắm trại cùng nhau để đọc sách, chia sẻ những cái câu chuyện vui mà các bé có thể đọc được. Là mình cùng với cả bà xã thì mình cùng nhau thì làm sao để gần gũi bé được. Dạ vâng. Và có thể chia sẻ được nhiều nhất có thể. Nhắc đến bà xã thì em nghe nói anh chị nhà cũng là một người rất là bận rộn như vậy, thì hai anh chị chia sẻ gọi là san sẻ cái thời gian cho nhau như thế nào để cùng nhau chăm sóc các bé được tốt nhất? Thì bà xã mình cũng là người thường xuyên phải đi làm về trễ, cũng hay phải đi công tác. Hai vợ chồng cố gắng là không đem công việc về nhà để có thể là dành được cái thời gian nhiều nhất cho gia đình. Lỡ như ngày hôm đó công việc nó có một cái sự cố đột xuất chẳng hạn, mình căng thẳng quá, mình phải về nhà đón bé rồi, nhưng mà công việc nó chưa xong, như vậy thì tâm trí anh có bị phiền muộn vì công việc khi mà về nhà nó không được chu toàn hay không? Mình tập cái thói quen là đã bước chân vào nhà là lúc đấy công việc là mình sẽ quên, bỏ quên ở ngoài cửa. Là nếu mà cái tâm lý của mình nó căng thẳng, khó chịu ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái không khí nó không được vui vẻ. Và cái điều đấy thì điều mà mình không muốn, bởi vì là ở bên ngoài nó đã đủ các cái thứ rồi, về nhà nó lại còn căng thẳng nữa thì để làm gì. Cho nên là mình cố gắng để hết công việc ngoài cửa, về nhà chỉ có gia đình thôi. Và cũng nhờ vậy mà mình có thể phần nào giải tỏa được cái áp lực, để ngày mai biết đâu mình có thể giải quyết được công việc nó tốt hơn. Đúng rồi. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Tiếp theo trong chương trình 128 giờ, cùng tìm hiểu bác sĩ Đồng Đức Hùng dành thời gian cho gia đình như thế nào. Trong chương trình hôm nay, cùng tìm hiểu bác sĩ Đồng Đức Hùng, giám đốc công ty dược Bonvita và gia đình làm thế nào để cân bằng cuộc sống. Khi doanh nghiệp đi vào giai đoạn phát triển ổn định, việc quản lý thời gian của anh Hùng có phần thư thả hơn. Anh Hùng luôn cố gắng về nhà không quá 5 giờ chiều để dành toàn buổi tối cho các con. Ngoài ra, vào những dịp cuối tuần, anh cũng cố gắng không làm việc mà chỉ chia sẻ thời gian này với gia đình nhỏ của mình. Thì lúc mà chơi với cả các bé thì mình cảm thấy nó được thư giãn. Công việc coi như là mình quên hết. Mình cố gắng là mình chơi cùng với các bé để làm sao mà cái tinh thần của mình nó cảm thấy nó thoải mái hơn, gần gũi với cả con hơn. Trong căn hộ rộng khoảng 100m², anh Hùng dành riêng một căn phòng nhỏ để làm phòng làm việc và học tập. Việc phân chia không gian như thế này giúp anh Hùng và các bé tập trung hơn và chia sẻ động lực học tập và làm việc cùng nhau. Để một khi bước ra khỏi căn phòng, anh Hùng sẽ trở lại là người cha, người chồng, luôn quan tâm và chú trọng đến việc duy trì bầu không khí thư giãn và dành trọn tâm tư cho gia đình của mình. Với nguyên tắc sống lấy gia đình làm ưu tiên hàng đầu, anh Hùng luôn dành nhiều thời gian nhất có thể để chia sẻ thời gian và những sở thích chung với con cái. Với bé Nhím, anh dành thời gian đọc sách, vẽ vời cùng con.
Nhiếm là một cô bé lanh lợi, sôi nổi, hoạt bát, rất đam mê hội họa và luôn muốn chia sẻ mọi sở thích của mình với cha, đặc biệt là sở thích vẽ tranh. Đối với bé Nhiếm, khoảng thời gian vui chơi trò chuyện cùng cha cũng giúp cho bé phát triển được tư duy, cảm xúc và tâm hồn để khi lớn lên, bé có thể tự do thể hiện suy nghĩ, sở thích và hướng đi riêng của mình trên nền tảng của tình yêu thương gia đình. Mọi người đều biết rằng là cái cuối cùng mà mình còn lại gọi là tài sản ấy, thì nó chỉ có là gì? Nó chỉ có sức khỏe, nó có trí tuệ và nhân cách. Đấy là cái mà người ta gọi là tài sản thôi. Với hai bé thì vợ chồng mình nghĩ rằng là cái quan trọng nhất ấy là tạo ra cái nền tảng tốt về vấn đề về văn hóa và đạo đức. Vợ chồng mình thì không có kỳ vọng là sau này các bé phải là một cái người nổi tiếng hay là phải là ông nọ bà kia, mà cái mà vợ chồng mình quan tâm nhất ấy, làm sao để cho các bé lớn lên thành cái người có văn hóa và tử tế. Không chỉ quẩn quanh trong căn hộ, anh Hùng thường xuyên đưa con đi tham gia những hoạt động thể chất ngoài trời. Các bé thì thông thường thì thích cùng với cả ba mẹ và các bạn bè của mình ấy, thì có thể tham gia các hoạt động như là các cái camping, những cái cắm trại ngoài trời, rồi đi bơi, rồi tập thể dục ở trong khu. Thì về trong khu của mình thì nó cũng có các cái tiện ích, nó cũng tương đối đầy đủ để có thể hàng ngày mình vừa tập thể dục rồi mình duy trì cái sức khỏe luôn. Ngay dưới tòa nhà của anh là một bể bơi đặt giữa bốn bề cây xanh gió lộng, thích hợp cho các gia đình như gia đình của anh Hùng đi bơi, thư giãn và vận động cùng các con. Khi mới chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, gia đình anh Hùng ngụ tại quận 6. Sau khi sự nghiệp đã vững vàng, anh Hùng quyết định chuyển đến khu căn hộ Happy Valley, cũng là vì muốn có một môi trường sống và không gian sống tốt nhất cho sự phát triển của các con. Khu căn hộ mà gia đình anh Hùng đang sinh sống là một khu căn hộ có diện tích mảng xanh lớn, kiến trúc dung hòa được những yêu cầu của nếp sống doanh nhân. Bản thân khu này cũng có đầy đủ tiện ích chung như các cửa hàng, hồ bơi, phòng tập thể dục, khu tập thể dục ngoài trời v.v. Thích hợp với xu hướng xả stress bằng các tiện ích ngay khu ở, theo mô hình nhà ở căn hộ ở các nước tiên tiến. Trở về nhà sau một ngày bận rộn, chỉ cần vài bước đi bộ, những tiện ích trong khu ở có thể giúp cho anh Hùng và gia đình giải tỏa được áp lực mà không mất nhiều thời gian di chuyển, đáp ứng tốt nhu cầu tái tạo sức lao động của giới doanh nhân sau những lo toan công việc. Thì đúng là các cụ thì cứ hay nói là nhất là quan điểm của các cụ là phải có miếng đất cắm rùi. Nhưng mà với mình thì mình nghĩ rằng là với quan điểm cá nhân mình mà mình cũng nghĩ là giống như là nhiều người gia đình trẻ khác ấy, thì người ta sẽ lựa chọn cái căn hộ, đặc biệt là căn hộ cao cấp. Ví dụ như ở phòng tập gym rồi các cái khu hồ bơi rồi khu sinh khu barbecue các thứ. Là những cái mà mình thay vì mình phải, nếu ở nhà phố thì mình sẽ rất khó để mình có những cái tiện ích đấy được. Mỗi một lúc cần dùng thì mình lại phải đi ra chỗ này, nơi này, nơi kia, nó rất là bất tiện. Đấy. Cái thứ hai nữa là vì điều kiện hay phải đi công tác rồi đi lại nhiều ấy, thì ở những khu nhà, khu căn hộ cao cấp ấy, thì cái an ninh nó sẽ rất là tốt. Thật ra nhiều người nói là mình không chọn được nơi mình sinh ra nhưng có thể chọn được nơi mà mình sống, thì đối với chuyện này thì anh cũng đã có những tiêu chí rất là rõ ràng. Nhưng mà nhà mình có hai bé thì chuyện lựa chọn môi trường sống như thế nào cho phù hợp với hai bé cũng rất là quan trọng, đúng không anh? Đúng rồi, thì chính vì là mình nghĩ rằng là cái môi trường nó ảnh hưởng rất lớn đến các bé, cho nên là ngay khi mà trước đây khi mà mình chưa có gia đình, chưa có các bé thì mình có thể mình ở những cái nơi nó làm sao cho nó thật thuận tiện cho công việc của mình. Đấy, nhưng khi có các bé thì lúc đấy thì lại phải suy nghĩ là làm sao có cái môi trường tốt nhất cho các bé. Thì mình theo mình nghĩ thì là cái môi trường tốt là cái nơi làm sao mà cái điều kiện, cái dân trí ở cái khu vực đấy nó tốt. Cái thứ hai nữa là nó thuận tiện cho bé đi học. Tại vì mình cũng nhìn thấy cái cảnh mà các bé mình đi làm, mình thấy các bé ngồi trên xe máy của mọi người chở, cha mẹ chở, gật gà gật gù,
Rồi nếu mà đi xe đưa đón thì có khi cũng phải mất cả tiếng, yeah. tiếng rưỡi đồng hồ mới yeah. đi đến, từ nhà đến trường. Yeah. Đối với anh Hùng, việc lựa chọn nơi ở cho gia đình anh hiện nay phải lấy ưu tiên là làm sao để phù hợp với sự phát triển của hai con. Các con được sống trong môi trường trong lành, tiện ích đầy đủ để phát triển cả thể chất lẫn tinh thần. Quan trọng nhất là làm sao để chọn được một môi trường sống văn minh giúp các con trở thành những người tử tế. Tiếp theo trong chương trình 128 giờ, cùng tìm hiểu bác sĩ Đồng Đức Hùng, tổng giám đốc công ty dược Bonvita và gia đình chọn môi trường sống và cộng đồng xung quanh như thế nào để có một cuộc sống cân bằng. Bonvita chọn môi trường sống cho mình như thế nào để cân bằng cuộc sống. Vào những dịp cuối tuần mà cả gia đình 4 người đều có ở nhà, vợ chồng anh Hùng tranh thủ một buổi sáng nắng đẹp để đưa các con đi cắm trại ở khu kênh đào chỉ cách nhà chưa đầy 1 cây số. Lúc này đây, vợ chồng con gái có thể chia sẻ với nhau đủ điều, từ những chuyện vui buồn trong công việc đến những chuyện to nhỏ nơi trường lớp của các con. 4 người trong gia đình nhỏ có thể cùng nhau chơi những trò chơi rộn tiếng cười. Theo chị thì các con cũng đã dành phần lớn thời gian ở bên trong lớp học, rồi ở nhà, các cái sinh hoạt ở trong nhà cũng bây giờ cũng ít cái thời gian để mà đi ra ngoài cùng cái không gian bên ngoài, hoặc là hít thở một cái không khí trong lành của ở bên ngoài á, thì cũng may mắn là cái khu vực sống cũng gần ở đây thì nó có cái không gian, có môi trường. Ở ngoài này thì ba mẹ con cái có thể ăn uống vui đùa và chia sẻ những cái công việc, cái là như chị cũng có thể chị chia sẻ công việc với mình, rồi cùng các con thì kể chuyện ở trường, rồi hay hoặc là chơi những cái trò chơi với nhỏ với nhau, thì nó cũng là tạo cái sự gắn kết giữa ba mẹ và các con, giảm cái khoảng cách giữa ba mẹ và con cái. Con thì cũng được chạy nhảy, cũng có thể nâng cao được một tí về thể lực. Hôm nay cũng là dịp chúng tôi gặp chị Thảo, vợ anh Hùng, sau chuyến công tác nước ngoài của chị. Bản thân chị là giám đốc nhân sự của một công ty dược phẩm của Pháp hoạt động tại Việt Nam. Việc phân chia thời gian của chị thậm chí còn có phần khó khăn hơn anh Hùng. Tuy nhiên giữa anh chị có sự thống nhất về nguyên tắc sống, đó là nguyên tắc lấy gia đình làm ưu tiên hàng đầu. Khi không có anh thì phải có chị, không có chị thì phải có anh. Hai người thay phiên nhau chăm sóc nhà cửa, con cái, lắng nghe các con và toàn tâm toàn ý cho con khi ở nhà. Thực ra thì công việc của anh Hùng thì tự do hơn một tí so với là công việc của chị. Chị đi làm ở một công ty nước ngoài ấy, thì thời gian nó cũng hạn chế hơn. Nên là nhưng mà chị thì chị cũng cố gắng để sắp xếp để tranh thủ thời gian ở văn phòng và cố gắng không có mang việc về nhà, để khi mà về nhà thì cái thời gian đó là hoàn toàn dành cho các con, dành cho gia đình. Chị thì chị cũng thống nhất với anh Hùng là anh Hùng thì sẽ về nhà trước 5 giờ, không về trễ hơn 5 giờ. Thì cái thời gian mà đến trường gặp gỡ với con, rồi trên đường mấy ba con đi về nhà thì cũng là lúc mà mình tranh thủ mình trò chuyện gần với con để hiểu con hơn, để gần con hơn. Thì khi mà về đến nhà thì hai vợ chồng cũng trên nguyên tắc là sẽ dành hết thời gian cho con, hạn chế việc mà đang công việc về.
Sự đồng cảm giữa hai người còn thể hiện ở quan niệm thống nhất về ước vọng tương lai đối với hai cô con gái bé bỏng. Thật ra thì tụi chị thì cũng không có phải là đúng theo một cái nguyên tắc nào, vẫn muốn là các con phát triển tự nhiên. Chị cũng không có ép buộc con là phải có điểm số cao ở trường hay phải là hoặc là phải có thành tích gì trong cái hoạt động gì khác, mà chị chỉ muốn là con phát triển theo đúng cái lứa tuổi của con, cho các con có được cái tuổi thơ theo đúng như là những cái gì mà ngày xưa tụi chị từng có. Chứ còn bây giờ thì nhiều khi chị thấy là bố mẹ thì vì tập trung cho công việc nhiều, ít có dành thời gian cho con cái, cho nên là các con chủ yếu là đi về sau giờ học thì chỉ xem tivi hay là chơi game, hay là chị thấy là xem iPad, thì chị cũng cố gắng hạn chế. Chị thì cũng không có mơ ước gì đặc biệt hay cao xa gì lắm. Chị chỉ mong là gia đình được vui vẻ, hạnh phúc, rồi con cái học hành chăm ngoan, và sau này thì các con sẽ trở thành những người có ích cho gia đình, cho xã hội. Bằng cách lập ra nguyên tắc sống lấy gia đình làm ưu tiên hàng đầu và nỗ lực thực hiện nguyên tắc đó, vợ chồng anh Hùng đã duy trì được nếp sống cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng với gia đình nhỏ của mình. Quan trọng hơn hết, sự cân bằng đó còn thể hiện ở thái độ nuôi dạy con cái của hai anh chị. Hai bé Nam Phương và Nhín khi lớn lên có thể trở thành những người có tư duy vững vàng, phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, có trái tim đầy yêu thương, thắp lửa từ nền tảng gia đình vững chắc mà anh chị đã ngày ngày vun đắp từ hôm nay. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã được nghe anh Đồng Đức Hùng, tổng giám đốc công ty dược Bonvita và gia đình của mình chia sẻ về những nguyên tắc sống. Đó là những nguyên tắc mà chúng ta có thể đúc kết ngay sau đây. Thứ nhất là anh không bao giờ đi làm việc quá muộn để dành thời gian toàn buổi tối cho gia đình. Thứ hai, nếu như không có trường hợp gì đột xuất thì thời gian cuối tuần cũng như thời gian nghỉ của anh đều dành cho các con, đều dành để chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Và thứ ba, ưu tiên quan trọng nhất của anh Hùng lẫn chị Thảo, vợ anh trong thời điểm này đó là làm sao để nuôi dạy hai con trở thành những người có phẩm chất, có ích, tử tế và sống thật là hạnh phúc. Thưa quý vị, trên đây là những nguyên tắc mà chúng tôi tin rằng có thể phần nào giúp cho tất cả chúng ta có thể tìm ra cách thức để cân bằng cuộc sống của mình. Đến đây thì thời lượng của chương trình 128 giờ cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.